Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Đào 98 Gaming. Vậy là ngày hôm nay cũng là kết thúc cái sự kiện đào đá rồi. Không biết là thành tích của mọi người là như thế nào nhỉ? Hãy comment ở bên dưới cho mình biết thành tích của mọi người nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta đừng quên là chúng ta còn có sự kiện đào trang phục quân bài bích, con bài cơ các bạn ạ. Con bài một cơ này. Gọi là quân cơ đấy, con của sự kiện đào dương kho báu nha các bạn nhé. Thì ngày hôm qua thì mình đã được giành top 1 rồi. Đêm hôm qua thì mình cũng đào đến 3 giờ sáng để lấy top 1 rồi. Nhưng mà ai ngờ sáng nay sáng sớm các bạn đấy dậy sớm, các bạn đào tiếp các bạn ạ. Cay thế, tụt top 2 rồi. Nhưng mà không sao các bạn ạ, nhận top gì cũng được thôi. Rồi, bạn kia đào khá là căng. Sáng nay chắc bạn, hôm qua mình thấy các bạn, bạn ấy đào tận 12, 1 giờ cơ. Xong mình đào tiếp đến 3 giờ sáng nên mà sáng nay bạn ấy vẫn dậy sớm đào nốt được. Ui, cả mấy bạn Alex kìa. Bạn đấy hôm qua có 1.000 mấy mà bạn đấy sáng nay các bạn dậy sớm các bạn đào lên tận 3.400, gần đổi kịp mình luôn. Chút nữa thì mình tụt top 3 các bạn ạ. Biết thế sao đêm qua mình đào phát đến tận sáng luôn đi. Thôi rồi, lần này nó còn có tiến bộ hơn. Cúp bạc 7 cao pần, một cái biển 75 mà thôi. Mình cũng mình lấy tập này là cũng đủ rồi các bạn ạ. Bởi vì thôi để cho các bạn nhường cho các bạn mới chơi, các bạn lấy top 1, các bạn lấy kim cương lấy vé đi. Anh hạng 2 em ơi. Anh hạng 2 khá là buồn các bạn ạ. Nhưng mà hôm qua đào được khá là nhiều rồi. Các bạn biết là mình đào đến tận 3.500 là cũng nhiều. Bạn này sáng nay bạn đào cố đuổi nhưng mà không kịp này. 3.400 rồi này. Được có 3.400 hôm qua mà như bạn này là mình thấy thì như là 1.900 thì phải. 1.900 hôm nay bạn đào nốt lên 3.400. Sáng nay chắc bạn các bạn phải dậy từ 4 giờ mất đấy. Các bạn phải dậy từ 4 giờ các bạn đào thì các bạn mới lên nhanh được như vậy ạ. Bạn kia thì bạn top 1 này hôm qua bạn đào, hôm qua mình bất cẩn để bạn đấy vượt mình, xong mình đêm mình ở đào vượt rồi bạn ấy lại vượt lại. Bảng ngày gây cấn quá. Hơn được, bạn ấy chăm chỉ hơn thì bạn ấy nhiều điểm hơn là phải rồi. Bây giờ mình sẽ vào chế tạo trước nha. Mình vậy là mình đã nhận được bao nhiêu ta? 75 kim cương và 7 vé Coven này, đúng không? Bây giờ mình sẽ vào chế tạo nốt cái con khủng long các bạn ạ. Đấy. Rồi, đầu khủng long. Thân dài rất là nhiều, toàn đồ hiếm nữa các bạn. Tập này được. Và hôm nay mình còn chế tạo được một chiếc xe đấy nha các bạn. Đấy, mình chế tạo được một chiếc xe nữa rồi. Ui, vậy là ngày này cũng tới rồi các bạn ơi. Một ngày 2 giờ, cái xe này chế tạo mất một ngày 2 giờ nha các bạn ơi. Từ từ mình tắt cái nhạc này đi nha. À quên, đây nhạc nền đấy chứ. Tắt chế độ dùng luôn. Tốc độ khung hình trung bình nhỉ? À? Để trung bình hay để cao nhỉ các bạn nhỉ? Để cao liệu nó có nét quá không? Rồi, để cao đây cho đồ họa cho nó nét nha các bạn nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm nốt cái thân khủng long. Hôm qua mình nhớ là mình còn cái thân khủng long nữa các bạn ạ. Thân khủng long bạo chúa đâu nhỉ? Thân ở đây. Thân khủng long bạo chúa đây các bạn. À nhưng mà mình thiếu cái ấy. Mình thiếu cái hộp, mình vào cái hộp mình lấy nha. Cửa hàng nội thất nè, bên này đây đây đây, cái hộp mà các bạn đang săn đón rất là nhiều đây, hộp đầu tiên chứ. Đấy, các bạn mua nhiều nó sẽ hiện cái chữ gọi là yêu thích ở đây này. Đó. Làm độ 20 đi, 6.000 mất 12k tiền, tốt khá khá đấy các bạn, bằng 10 lần sửa sửa cần sửa sửa dìu của mình rồi. Rồi vậy là mình đã chế tạo được một chiếc xe rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo nốt cái này để lấy, sau là mình chế tạo con khủng long nhé các bạn nhé. Đây. Đó. Mình xem nào. Con khủng long bạo chúa đâu giờ. Đây. Đấy, khủng long bạo chúa thì mình có cái đuôi nữa này. Đuôi khủng long bạo chúa này. Đây đúng không? Đây là đuôi khủng long cổ dài các bạn ạ. Đuôi khủng long bạo chúa đâu nhờ. Ôi mình thiếu một cái đuôi khủng long bạo chúa nữa các bạn ạ. Vậy là vẫn chưa làm được xong con khủng long bạo chúa nha. Khá là căng. Rồi mình đã nhận được 100 kim cương rồi nha các bạn. Nó vào tầm được 75 kim cương thôi, 75 kim cương. Vào được 75 kim cương, chưa được nổ 100 kim cương các bạn ạ. Hôm nay thì sự kiện có đua top này, xem quà hôm nay nhận có cái gì ha. Mở cái xẻng, hôm nay chủ nhật mình quên mất, hôm nay chủ nhật là nhận xẻng này các bạn, đua top các bạn ạ. Rồi, 17 vé cao pần với lại đấy là cũng khá khá rồi các bạn nhỉ.
À vào mở hộp nhân phẩm nhỉ. Có kim cương rồi. Có copper rồi. Trời ơi, đâu rồi? Để mình xem nào. 10 vé đúng không? 10 vé đúng không? 10 vé, mình đủ 10 vé chưa? Hay mình có 9 vé thôi ấy? À đủ 10 vé luôn các bạn. Vừa tròn đủ 10 vé luôn. Mở 10 vé này thôi nhá. Ra thì ra và không ra thì thôi nhá các bạn nhá. Rồi mở phát x10 luôn này. Ai 10 vé cao phần, không biết là ngày mới này sẽ ra cái gì đây. Không biết là sẽ ra cái gì cho mình đây ạ. Mở này, x10. Phát đầu. Bấm này nó sẽ x10 luôn hay x1 nhỉ? Ôi. Tay robot nữ chiến binh. Ủa cái này là cái trưng bày à? Cái này trưng bày hay mặc trên người vậy? Ui hai cái tay ạ. Chứng tỏ cái hộp này mở nó lại cũng khá tốn kém. Ui. À, đây rồi. Ra cánh luôn các bạn. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy thấy mình nói gì chưa các bạn? Mình thấy các bạn thấy mình nói gì chưa? Các bạn cứ auto các bạn cứ auto mở bằng vé cao pần cực kỳ đỏ luôn. Vé thứ ba ra cánh. Vé thứ ba ra cánh. Trời ơi. Quá là xịn sò luôn. Không biết nói gì nữa. Tôi là tôi bây giờ tôi không biết nói cái gì nữa, tôi cạn lời luôn rồi. Bây giờ không phải không biết nói gì vì buồn đâu mà các bạn, mà quá là sung sướng rồi. Ôi các bạn, ba phiếu thứ ba ra ba lô luôn. Ba lô phản lực quay này không biết tốc độ bao nhiêu nhỉ? Tí nữa xem nha, tí nữa test thử nhá. Vách ngăn à, cái này vách ngăn đúng không? Thôi, ra cái ba lô là chiến thắng rồi. Ui tóc luôn ạ. Ui tóc nhìn giống kiểu mẹ giống bà già vậy. Trắng phếu này. Bây giờ mà ra được cái áo nữ chiến binh nữa thì đẹp. Giờ mà ra cái áo nữ chiến binh nữa thì đẹp. Ui hai cái tóc à. Ui giường cái này cũng ngon. Nói chung là cũng được nhưng mà mình không thích cái này cho lắm. Mình là mình cần cái áo cơ. Nhưng mà được cái cánh là 100 là ngon nhất rồi. Bây giờ cái áo nữa, bây giờ còn cái áo ngon nhất. Ui giời. Lại vách ngăn. Lại vách ngăn. Cái gì đây? Máy tính công nghệ cao à? Nhưng mà toàn đồ tím thôi nhỉ? À đâu, được hai đồ tím. Một cái tóc. Tóc. À đây là cái tóc này đúng không? Nhưng mà cái áo này không đẹp, mình cần cái cánh thôi. Mình chỉ cần cái cánh thôi, thế là mày thành công rồi. Ui rồi đỡ tốn kém bao nhiêu cái sự kiện này ngon thế. Tự dưng được cái cánh ạ. Đeo luôn, đeo luôn. Đeo luôn. Ui. Ui bay nghe tiếng đã vãi. Ui. Sướng vãi, sướng vãi. Ui, cái này có biết đâu nó có bay được trong nhà không nhỉ hay chỉ bay ở ngoài trời nhỉ? Ui cái tiện lợi vãi nhờ. Ê nhìn đáng đẹp vãi luôn. Đi với bộ trang phục phải đẹp thật sự luôn đấy. Ồ, công nhận đi bộ trang phục thế này mà lấy được cái áo nữa thì đẹp thật lực luôn. Xem cái này tốc độ bao nhiêu nào. Xem cái phản lực này hơn cái phản lực kia không? Đâu ta ba lô đâu ta? Tốc độ 6 tăng tốc lên 10. Ui mẹ còn tăng tốc 10 luôn ạ. Đổ ra tốc 4. Thế nào ăn động dầu động cơ xe ô tô. Ủa cái này không không cái nào cho cái đồ bay à? Chưa có cái năng lượng là cho đồ bay à? Ui. Ui nghe tiếng nghe thích nhờ. Ui đáng đồng tiền bát gạo, đáng đồng tiền bát gạo, đáng đồng tiền bát gạo. Tầm này đào thì làm cái gì nữa nhỉ? Bây giờ đào cái này thì cũng làm cái gì nữa đâu? Bây giờ mọi người có đào ở đâu nhỉ? Để mình cài cái phím Q nữa. Lưu. Ừ, đá hôm qua thì tranh nhau hôm nay ế ẩm luôn các bạn. Sau 7 giờ sáng ngày hôm nay là đá ế ẩm rồi nhá các bạn nhé. Hôm qua thèm sờ luôn. E. Sao hôm nay là ế ẩm không ai thèm sờ luôn các bạn ơi, đá này ế mốc meo luôn. Ế mốc meo luôn, không ai thèm sờ luôn các bạn. Ế mốc mốc nhăn răng luôn. Mình thì đào cái cục đá xem có gì không nhá. Xem là sau khi các bạn bỏ các bạn. Ui, vẫn là hổ phách nè. Nhưng mà hổ phách mình đủ chế tạo ô tô rồi, bây giờ mình đào gì ở đâu nhỉ? Chế tạo ô tô được rồi. Hay là cố chế tạo thêm mấy cái ô tô nữa.
Hôm qua mà đào được như này có phải điểm nó lên vù vù không? Hôm qua 3 giờ sáng mà vẫn đông như quân Mông Nguyên các bạn. 3 giờ sáng mà đông quân đông như quân Mông Nguyên. À, hôm nay mình săn kim cương đã. Bây giờ mình giờ mình tái chế để mình ra mở hộp vịt nha. Ui dồi ôi, xịn xò thế nhờ. Ai mà mở khéo thế, mở phát được đồ xịn luôn. Mới cần câu này. Đồ nội thất đây. Kiếm mấy đồ tím để tái chế cho nó nhiều điểm. Uầy. Vách ngăn hoa hồng này. Mấy cái vách ngăn này không nên không mang đi tái chế ở đâu nha các bạn nhá. Mấy cái đồ xịn đấy. Bởi vì sự kiện mới có đấy, không phải đến lúc các bạn cần là không có đâu. Ví dụ mùa sau mà nó có sự kiện như thế, các bạn mà có cái mà để tái chế. À quên, có cái để mà trang trí để tái chế ạ. Ba cái máy tay robot chiến binh này nhìn lại muốn chán luôn rồi các bạn. Nhìn muốn ném. Kính viễn vọng này. Những cái đồ mở hộp được mình không muốn tái chế đâu. Mình chỉ tái chế những cái đồ nào mình mua được thôi. Đồ nào mua được thì mình tái chế, nhưng mà nhiều đồ quá, mà nó cũng nhiều đồ quá cơ. Không tái chế không được. Chế hết mấy cái này đi. Giữ làm gì nữa. Rồi cho này đủ đấy. Đủ mở mở 3 lần kim cương này lấy 100 kim cương rồi đấy. Cố mở lấy ít kim cương cho ngày hôm nay nhận đủ 100 kim cương cho các bạn nhé. Một hai ba. Ui rồi không được rồi. Một hai ba. Uầy, đấy phải gỡ gạc một tí kim cương đấy. Nên là nhận túc tắc vào 100 kim cương các bạn nhỉ. Không có gì đâu, ngon đấy ngon đấy. Ui, quả mở ba lô chiến binh hôm nay ngon. Ơ nhưng mà sao mình lại đứng xuống rồi nhỉ? Đang đeo ba lô đẹp mà. Ba lô chỗ nào nhỉ? Đây đây đây. Chỗ phương tiện luôn ạ. Cái này cho mục yêu thích luôn. Không nói nhiều. Đưa luôn vào mục yêu thích. Ui, quả xịn xò thế. Hôm qua mà có ba lô này đi đào đá có phải tiện lợi không? Bay có phải nhanh không? Ai là ai ai đuổi kịp cho nổi. Rồi hôm nay quá đỏ rồi, mình clip mình cũng xin phép dừng tại đây nha. Chúc các bạn cũng mở đỏ như mình nha. Chúc mọi người có ngày cuối tuần đỏ như mình nha. Bye bye.